Cô sẽ hướng dẫn cái cách cân bằng phản ứng. Các con lưu ý này, bây giờ là về mặt nguyên tắc cân bằng cái phương trình phản ứng nhé. Thì nó có một cái mánh lới như sau ha. Lưu ý là nó không phải là đúng hết toàn năng cho mọi phương trình, nhưng mà nó cũng giúp ích cho chúng ta trong việc cân bằng các phương trình cơ bản dễ dàng nhất. Bởi vì khi chúng ta mới bắt đầu học cân bằng phương trình phản ứng thì những phương trình này rất là khó so với chúng ta. Nhưng nếu đã quen cân bằng những phương trình dễ này rồi thì sau đó chúng ta sẽ linh hoạt và chúng ta sẽ biết cách cân bằng theo ai. Thì lưu ý nè, trong cái bảng số 1 trang 42 của cái sách giáo khoa hiện tại của chúng ta bây giờ này, năm sau là các em khóa sau là sẽ học sách mới rồi. Thì lưu ý là khi cái bảng số 1 trang 42 đó, chúng ta biết là cái anh chàng nào mà in màu đen thì anh là kim loại, còn anh chàng nào in màu xanh thì nó là phi kim, và kể cả khí hiếm ở trong đó. Cái nguyên tố nào là khí hiếm? Khí hiếm là cái phần chỗ, cái nào mà cái cột hóa trị nó không có giá trị nào, tức là đó là nguyên tố khí hiếm. Thì cây cân bằng phương trình phản ứng, chúng ta lưu ý cân bằng phương trình phản ứng là chúng ta sẽ thêm hệ số vào trước các công thức của mỗi chất, thêm vào hệ số, tức là xem vào những con số đứng trước mỗi chất, sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố là nó bằng nhau hai vế. Thì khi cân bằng, chúng ta nhớ giùm cô này, chúng ta sẽ cân bằng nguyên tố phi kim trước rồi cân bằng nguyên tố kim loại sau. Có nhiều bạn nói với cô là rõ ràng là có những phương trình cô con cân bằng kim loại trước vẫn được mà. Đúng như vậy, nhưng cô đang nói về mánh lới chung để cân bằng đa số các phương trình mà chúng ta mới học. Ở đây rõ ràng là giữa Fe và O, đúng không? Thì Fe là kim loại, còn O là phi kim. Fe là ferric, đúng không? Iron, đúng không? Còn O là oxygen, đúng không? Oxygen, đúng không? Thì ở đây á, là cô sẽ cân bằng nguyên tố O trước. Cô tô màu lên cho các con xem. Bên này là cô có chỉ số chân của nó là 2. Bên này chỉ số chân của nó là 4. Đồng ý chưa? Thì các con hãy vui lòng tìm bội chung nhỏ nhất của 2 và 4. Bội chung nhỏ nhất của 2 và 4 là 4. Sau đó, nhớ nghe, bên này là chỉ số chân của oxy là 2, tức là có 2 O. Bên này chỉ số chân của O là 4, là có 4 O. Thì cô sẽ tìm bội số chân nhỏ nhất, bội số chung nhỏ nhất của 2 và 4 là 4. Sau đó cô lấy bội chung này chia cho từng cái một. Chia cho từng cái một. Thì cái mà số cô chia ra sẽ là hệ số mà cô điền vào đây. Đồng ý chưa? Như vậy là cô đã cân bằng O xong. Sau khi cân bằng O xong thì cô sẽ cân bằng Fe. Nhớ, cái chất nào đã được điền hệ số rồi thì chất đó đã được cân bằng, và chúng ta sẽ không thay cái hệ số của chất đó nữa. Thì rõ ràng ở bên đây là cô đang có mấy Fe? 1 x 3, nhớ nghe. Lấy chỉ số chân nhân cái hệ số đứng trước cái chất. 1 x 3 là 3. Vậy để sắc bên này nó bằng, để ba bên này bằng thì cô sẽ điền đây số 3. Bởi vì sao? Chỉ số chân không có, tức là 1, 3 x 1 là 3. Bên này cô điền số 3 cho đủ 3 Fe. Như vậy phương trình cuối cùng của cô sẽ là 3 Fe cộng 2 O2. Yeah. 3 Fe cộng 2 O2 thì sẽ ra Fe 3 O4. Ở đây là hệ số cô điền số 1 thì cô sẽ không ghi nữa. Hệ số mà là 1 thì cô sẽ không ghi nữa. Ok chưa? Đồng ý chưa? Rồi tương tự bây giờ cô sẽ sang phương trình thứ nhì. Fe cộng C là 2. Để ra Fe C L 3. Ở đây rõ ràng là Fe và C L thì C L là nguyên tố phi kim. Cho nên cô sẽ cân bằng CL trước. Ở đây cô sẽ tìm bội chung. Bội chung nhỏ nhất của 2 và 3 là bằng 6. Đúng không?
Chỉ số chân của CL đây là 2, chỉ số chân của CL đây là 3. Vậy cô lấy bộ chung nhỏ nhất, cô chia từng chỉ số chân một. Và cái mà cô chia ra chính là hệ số cô điền phía trước. À. Vậy chỉ còn lại mình F2 nè, cô chưa điền hệ số gì? Cô điểm F2 bên đây. Đây rõ ràng là 2 F2 chưa? Chỉ số chân đây là 1 này. 2 x 1 bằng 2. Vậy cô điền đây số 2 là F2 bằng nhau luôn. Nhớ nha, cân bằng là số nguyên tử của mỗi nguyên tố bằng nhau với F. Bên đây là 6CL. Bên đây 2 x 3 là 6CL. Bên này là 2 F2. Bên này là 2 F2. Như vậy chốt lại phương trình cuối cùng của cô sẽ là gì? 2 F2 3CL2 là ra 2 F2 CL3. Nhớ là khi cân bằng mà ra hệ số 1, cái hệ số điền phía trước là 1 thì chúng ta đừng ghi nha. Và cái bước này là chúng ta làm nháp nha. Được chưa? Tương tự nè. AL cộng O2. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ cân bằng oxy chứ không? Bộ chung nhỏ nhất của 2 và 3 là bằng 6. Lấy 6 chia 2 thì bằng 3. Lấy 6 chia 3 thì bằng 2. Vậy khi đó cô sẽ có, cô sẽ điền số 3 vào đây, số 2 vào đây. Như vậy là O đã cân bằng xong. O đã cân bằng xong rồi thì cô sẽ điền AL, cô đếm AL bên đây. Bên đây AL đã được hệ, đã nằm trong cái chất đã được điền hệ số rồi nè. Vậy 2 x 2 là 4. Vậy chốt lại phương trình mà chúng ta viết vào sách là 4, vào bài kiểm tra là 4AL cộng 3O2 ra 2AL2O3. Bây giờ tiếp tục nè, tiếp tục nha. P cộng O2 à, P2O5. Dạ. Thì khi các con tra bảng á, là P cũng là phi kim, mà O cũng là phi kim. P cũng là phi kim, mà O cũng là phi kim. Thì thông thường nếu như mà phi kim như vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên oxy hơn là những phi kim khác. Ở đây cô có bộ chung nhỏ nhất của 2 và 5 là bằng 10. Rồi cô có 10 chia 2 bằng 5, 10 chia 5 bằng 2. Rồi cô sẽ điền vào đây số 5, đây số 2. Vậy là O đã cân bằng xong. Hai vế đều có 10 O hết. Vậy thì cô sẽ đếm P. Bởi vì bên này P đã được nằm trong cái chất đã điền hệ số. Chất nào mà đã được điền hệ số là chất đó đã cân bằng rồi. Mà cô đã nói là đã được điền hệ số thì đừng có chùi hệ số đó mà điền lại nha. Vậy đây 2 x 2 là 4P. Vậy đây là số 4. Vậy thì sẽ có một cái phương trình như thế này các con xem. N2O5 cộng H2O HNO3. Khi chúng ta tra bảng thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là O, N và H đều là nguyên tố phi kim. Vậy chúng ta sẽ dựa vào nguyên tố nào để chúng ta cân bằng đầu tiên? Lưu ý ở đây cô không dựa vào O. Có nhiều bạn lại nói, ủa cái nãy cô mới nói là O đầu tiên mà. Ở đây cô không dựa vào O bởi vì sao? O xuất hiện ở quá nhiều chất. Nếu nguyên tố phi kim đó xuất hiện ở quá nhiều chất thì chúng ta không nên dựa vào đó để cân bằng. Chúng ta chỉ nên dựa vào nguyên tố nó chỉ xuất hiện một chất bên phía chất tham gia và một chất bên phía sản phẩm. Nhớ nha, cái nguyên tố phi kim mà nó chỉ xuất hiện đúng ở trong một chất ở bên chất tham gia và đúng một chất trong sản phẩm thì chúng ta nên dựa vào đó. Thì ở đây lúc đó nó sẽ có hai nguyên tố, đó là N và H. Nguyên tố N và H. Nếu có mặt nguyên tố H với các nguyên tố khác thì H lại không được ưu tiên. Ưu tiên nguyên tố kia trước. Do đó trong cái bài này cô sẽ
cân bằng N trước. Thì rõ ràng là cô sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của 2 và 1 là bằng 2. Và cô có 2 chia 2 được 1, còn 2 chia 1 thì được 2. Như vậy cô sẽ điền ở đây số 1 và điền đây số 2. Đúng không? Nước là cô chưa điền, nước là cô chưa điền. H2O thì cô chưa điền. Thì cô sẽ đếm H qua cân bằng. Có nhiều bạn nói là tại sao cô không đếm O? Cô không đếm O bởi vì O xuất hiện ở nhiều chất quá. Cô đếm H tiện hơn. Ở đây cô có 2H. Vậy đây cô sẽ điền số 1. Vì sao? 1 x 2 bằng 2. Bên này có 2H này. 2 x 1. Chỉ số dân của H không có, tức là 1. 2 x 1 bằng 2, 2H. Vậy đây cô sẽ điền số 1. Như vậy đó là làm nháp. Còn khi chúng ta viết vào phương trình, vào vở, là cô sẽ viết là N2O5 cộng H2O là sẽ ra 2 lần HNO3. Vì sao? Bởi vì hệ số 1 thì chúng ta không viết. Tương tự nha, B2O5 cộng H2O ra H3PO4. Tương tự như vậy, cô sẽ không dựa vào nguyên tố oxy. Giữa P và H, P chỉ xuất hiện một lần bên này, một lần bên này. H chỉ xuất hiện một lần bên này và một lần bên này. Thì cô sẽ dựa vào P, ưu tiên nguyên tố khác hydro. Ở đây cô sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của 2 và 1 là 2, đúng chưa? Và cô lấy 2 chia 2 được 1. Và 2 chia 1 thì được 2. Giữa hai lấy bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số chân của nguyên tố thì chúng ta sẽ ra được hệ số điền vào chất đó. Điền đây số 1, điền đây số 2. Ở đây chỉ còn cái H2O cô không, chưa điền, tức là nó chưa được cân bằng. Cô sẽ đếm H bên này. 2 x 3 là 6. 2 x 3 là 6H. Vậy đây cô điền số 3. 2 x 3 là 6H. Vậy đây cô sẽ điền số 3. Vì 3 x 2 là 6. Vậy khi đó cô sẽ có cái gì? Phương trình của cô là P2O5 cộng 3 lần H2O ra 2 lần H3 PO4. Lưu ý rằng là nếu để chắc chắn là chúng ta có kiểm tra đúng hay không, thì sau khi cân bằng H với P thì các con sẽ đếm oxy coi nó bằng hay không, và chắc chắn nó bằng. Ở đây 1 x 5 là 5. Đây 3 x 1 là 3. Yeah. Nhớ nghe. Ở đây là 5 nè. 1 x 5 là 5 oxy nè, cộng với 3 x 1. Vậy tổng cộng là 8 oxy. Còn bên này thì sao? 2 x 4 cũng bằng 8 oxy. 2 x 4 cũng bằng 8 oxy. Đồng ý chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phương trình mà có ẩn đi. Cô ví dụ cô có AL cộng với lại FeX O Y ra AL2O3 cộng Fe. Thì các con lưu ý là ở đây chỉ số chân của nó là X với Y thôi chứ chẳng có gì hết. Thay vì là số cụ thể là 2 và 3 như vậy, thì chẳng qua nó là một cái ký hiệu. Thì X này có thể bằng 1, 2, 3, 4, 5 gì đó, Y cũng vậy. Thì chúng ta cứ coi như nó là chỉ số chân. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta sẽ cân bằng dựa theo oxy, đúng chưa? Thì bội chung nhỏ nhất của Y và 3 là gì? Chắc chắn là 3Y. Bội chung nhỏ nhất là cái số chia hết cho cả Y và 3 là 3Y. Vậy chúng ta có 3Y chia cho Y là bằng 3. Hoặc còn 3Y chia cho 3 thì bằng Y. Được chưa? Vậy thì cái hệ số mà cô điền nó sẽ là chỗ này 3 và chỗ này là Y. Đồng ý chưa?
Như vậy là còn hai chất mà chúng ta chưa điền, đó là AL và FE. AL và FE. Thì chúng ta sẽ đếm AL để cân bằng sang bên đây và đếm FE để cân bằng sang đây. Ưng đếm nguyên tố nào trước cũng được hết. Ở đây chúng ta có sắt sẽ là gì? 3 nhân x. 3 nhân x là 7. Ở đây là 7. Được chưa? Còn AL nè. Đây là y nhân 2 là 2y. Ở đây có điền 2y. Nhớ ngay cái x với y chẳng qua là chỉ số chân, là biểu diễn cho một con số nào đó. Chúng ta chưa biết thôi. Và phương trình cuối cùng chúng ta là 2AL cộng 3 lần FEX O Y. Thì sẽ ra Y lần AL2O3 cộng 3X FE. Rồi, cô cân bằng phương trình tiếp theo này, các con coi nè. AL cộng HCL. Dạ. Ra ALCL3 cộng H2. Đồng ý chưa? Ở đây là cô sẽ cân bằng theo CL. Thì rõ ràng là bội chung nhỏ nhất của 1 và 3 là bằng 3. Cô lấy 3 chia 1 được 3. Còn 3 chia 3 thì được 1. Vậy cô sẽ điền số 3 vào đây. Số 1 vào đây. Được chưa? Bây giờ còn hai anh chàng chưa cân bằng là AL và H2. AL và H2. Cô sẽ cân bằng anh chàng trước. Ưu tiên phi kịp trước về mặt nguyên tắc nghe, chứ còn bài này cân bằng ai trước được hết. Ở đếm đếm coi nè. Đây là 3H này. Vậy đây điền số mấy để ra 3H? Đương nhiên là điền 3 phần 2. Đúng không? Đúng không? Bên này 3H thì điền đây 3 phần 2. Vì chúng ta có 3 phần 2 mà nhân 2 thì được 3. Con đã học rồi. Phân số 3 phần 2 mà chúng ta đem nhân cho 2. Chúng ta đem nhân cho 2 thì có phải bằng 3 không? Đúng không? Rồi sau đó chúng ta đếm AL. AL ở đây là 1, AL và ở đây thêm đây số 1. Nhưng mà khi cân bằng là hệ số điền vào không bao giờ được phép là phân số. Nó phải là một số nguyên dương. Và hệ số, các hệ số nó phải tối giản. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái bước trung gian. Cái bước trung gian đó là gì? Cái bước trung gian đó là gì? Các con xem nha. Chúng ta sẽ có một bước trung gian, đó là bước cân bằng. Chúng ta có hệ số, bước quy đổi, quy đồng. Chúng ta có các hệ số là 1, 3, 1 và 3 phần 2. Thì bây giờ cô sẽ viết cái dạng phân số 1 tức là 1 phần 1 đúng không? Tính ra 1 tức là 1 phần 1 đúng không các con? Còn 3 thì sao? 3 tức là 3 phần 1 đúng không? Đó. Đồng ý chưa? Quy đồng các phân số thôi. Mà cái toán quy đồng các phân số này chúng ta đã học 5 lớp. Chính xác lớp 4 là chúng ta đã được quy đồng rồi. Như vậy rõ ràng là ba cái số này nè. Thấy chưa? Là mẫu chung là mấy? Mẫu chung là 2 đúng không? Vậy nếu mà quy đồng lại thì có phải là quy đồng lại có phải là 2 phần 2 không? Còn đây là 6 phần 2 không?
đúng không? Mẫu chung là hai mà. Quy đồng mẫu là mẫu phải nhỏ nhất đúng không? À, như vậy là từ từ 1, 3, 1, 3 phần 2 của quy đồng lên cô sẽ có 2 phần 2, 6 phần 2, 2 phần 2 và 3 phần 2. Đó, sau khi quy đồng xong chúng ta sẽ giữ lại mẫu số. Chúng ta bỏ giữ lại tử số, bỏ mẫu số đi. Vậy cái chùm này nè. Đó. 1 1 3 1 3 phần 2 thì biến thành 2 6 2 3. Giờ yeah. Đây đây. Cái này nè. Giờ yeah. 1 3 1 3 bằng 2 thì sẽ sửa lại thành 2 6 2 3. Đó, đó chính là phương trình mà chúng ta cần phải viết vào vở. Nghĩa là khi các con cân bằng theo nguyên tắc này là nếu như ra hệ số mà là một phân số thì chúng ta phải quy đồng. Nếu ra phân số thì chúng ta phải quy đồng. Ok chưa? Chúng ta tiếp tục một cái phương trình khác nha. Bây giờ chúng ta sẽ có phương trình SO2 cộng O2. SO2 cộng O2 để tạo thành SO3. Rồi, mình xem nè. Ở đây là sau này chúng ta sẽ biết cái phản ứng này muốn xảy ra là nó phải có đun nóng và phải có chất xúc tác là V2O5. Đây là một giai đoạn trung gian trong quá trình điều chế H2SO4. Thì lưu ý là ở đây có hai nguyên tố phi kim là S và O. Nhưng mà nguyên tố O là xuất hiện ở nhiều nơi quá, cho nên cô sẽ cân bằng theo S. Đồng ý chưa? S là nguyên tố phi kim nhé. Vậy thì ở đây là cô thể tìm bội chung nhỏ nhất của ai? Của 1 và 1. Có phải không 1 không? Vì đang bội chung nhỏ nhất của 1 và 1. Vì đây là 1 lưu huỳnh, đây cũng 1 lưu huỳnh. Mình có 1 chia 1 bằng 1. Lấy bội chung nhỏ nhất chia cho chỉ số chân. Như vậy cô sẽ điền vào đây số 1 và điền vào đây số 1. Đồng ý chưa? Như vậy là còn một cái anh chàng chưa điền. Anh chàng nào chưa điền? Đó là anh chàng O. Anh chàng O thì chúng ta coi này. Bên này cô có mấy O? Bên này cô có mấy O? Chỉ có chỗ này chưa điền nè. Chứ còn này điền rồi nè. Bên này là cô có 1 x 3 là 3 O. Đúng chưa? Ở đây cô đã có, đã cái nào mà đã cân bằng rồi, đã điền hệ số rồi, thì chúng ta không điền lại, nhớ chưa? Ở đây là có 2 O rồi. Ở đây tổng bên đây là 3 O. Nguyên tắc là cân bằng phương trình là số oxy bên sản phẩm, số O bên sản phẩm phải bằng số O bên chất tham gia phản ứng. Mà bên trong cái chất mà đã cân bằng là SO2 này nè, là đã có chứa 2 O. Vậy thì cô chỉ cần thêm 1 O2 nữa là xong. Vậy thì cô sẽ điền vào đó là 1 phần 2. Thì các con biết 1 phần 2 mà nhân cho 2 thì bằng 1, đúng không? Vậy là bên này 2 O cộng bên này 1 O nữa thành 3, bằng 3 bên này chứ. Mà cô đã nói là hệ số là không không thể nào là số phân số hoặc là số lẻ được. Cho nên chúng ta phải quy đồng mẫu lên. Và rõ ràng nếu quy đồng mẫu và bỏ mẫu đi, nếu quy đồng mẫu và bỏ mẫu đi thì các số này cô sẽ biến thành 2, 1 và 2. Làm nhanh ha, là chúng ta sẽ lấy cái số 2 này. Chúng ta nhân hết lên cho các số còn lại. 2 x 1 là bằng 2. Còn đây là nó có số 2 rồi, chúng ta bỏ số 2 đi, chúng ta giữ lại phần tử thôi.
Con này 2 nhân 1 là bằng 2. Vậy thì khi đó cái chất này nè, yeah, là tỷ lệ 1, 1 phần 2, 1 là cô sửa lại thành này thành 2. Cái này thành 1 và cái này thành 2. Tóm lại là gì? Phương trình mà chúng ta ghi vào vở là 2SO2 cộng O2 cho ra 2 lần SO3. Lưu ý rằng là gì? Cái anh chàng hệ số 1 chúng ta không ghi vào. Còn các bước trên này đang số 1 là các bước trung gian. Bước trên này là bước trung gian. Đồng ý chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nè. Chúng ta có FE S2 cộng O2 sẽ ra FE2 O3 cộng SO2. Thì trong phương trình này cô sẽ cân bằng đầu tiên là theo S. Cô làm nhanh nha. Ở đây chỉ số chân là 2, đây chỉ số chân là 1. Bội chung nhỏ nhất của nó là 2. Vậy đây cô điền số 1. Đây cô điền số 2. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Ở đây cô không cân bằng O đâu, bởi vì O xuất hiện quá nhiều chất cho nên cô không cân bằng. Rồi, vậy thì dẫn tới ở đây là gì? Cô cân bằng FE. Ở đây cái chất chứa sắt ở đây là đã cân bằng rồi nè. Mà bên đây chưa cân bằng nè. Thấy chưa? Cái nào cô chưa điền số phía trước là cô chưa cân bằng. Ở đây mấy FE? 1, mà ở đây làm răng cho bằng bên đây. Ở đây cô điền 1 phần 2. Đúng không? Đúng không? Sau khi đã điền xong rồi thì cô cân mới cân bằng O. Cô đếm O bên này nè. Vẫn còn coi nè, O bên này bao nhiêu đây? O bên này nè. 1 phần 2 nhân 3 cộng đi 2 nhân 2. 1 phần 2 mà nhân 3 là ra 3 phần 2. 3 phần 2 mà cộng cho 4. 3 phần 2 3 phần 2 3 phần 2 nha mà cộng cho 4 yeah, là bằng 11 phần 2. Yeah. Như vậy tổng oxy bên này là 11 phần 2. Vậy cô điền ở đây sẽ là 11 phần 4. Vì 11 phần 4 cô đem đi nhân cho 2 thì sẽ ra đúng bằng 11 phần 2. Như vậy các hệ số của cô là 1 nè, 11 phần 4 nè, 1 phần 2 nè và 2. Thì rõ ràng ở đây là mẫu chung phải là 4. Mẫu chung phải là 4 không? Đây là 2, đây là 4, đây là 2 thì mẫu chung phải là 4 chưa? Rồi cô nhân số 4 lên đây 4 nè. Đây biến thành 11 nè. Ở đây mới là số 2 thôi. Muốn biến mẫu chung thành 4 thì phải nhân thêm 2, vậy đây số 2 nè. Còn đây 4 là 8 nè. Vậy hệ số của cô sẽ là 4 lần FE S2 cộng 11 lần O2. Dạ. Yeah. Sẽ ra 2 lần FE2O3 cộng với lại 8 lần SO2. Nãy giờ cô đang làm nhanh nghe. Còn các con làm theo từng bước giống như bài hướng dẫn phía trên đó. Quy đồng từ từ từng cái. Bây giờ đáp án đây với cô nè. Chưa? Yeah. Tương tự nha. Bài tiếp theo nè. ALOH tất cả 3 lần. Cộng HCL, ALCL 3, cộng H2O. Ở đây như vậy là ở đây là chúng ta có nguyên tố phi kim là gồm H, O và CL. H, O và CL. Thì chúng ta sẽ không ưu tiên H trước. Nhớ nha.
chúng ta sẽ không ưu tiên hát trước. Vì sao? Hát á là nó xuất hiện nhiều chỗ quá. Giờ chỉ còn hai anh chàng thôi, và O và CL. Đối với bài này thì ưu tiên ai cũng được hết, ưu tiên O cũng được, ưu tiên CL cũng được. Giả sử đây cô ưu tiên O trước đi. Hai này như nhau. Ở đây rõ ràng là O là hệ số 3 này. Đây này, ngoặc 3 lần. Chỉ số chung của nó đây là 1, nhưng mà nó ngoặc 3 lần là tính thành 3. 1 x 3 là 3. Đây mới 1. Vậy để O bằng nhau hai vế là cô điền đây số 3. Cô điền đây số 1. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Rồi tiếp tục. Tiếp tục nha. Cô sẽ điền CL nè. Đây mấy CL? Đây 3. Mà đây 1. Rồi cô điền đây số 3. Đây số 1. Sau đó cô kiểm tra xem hát đủ chưa? Hát nè. 1 x 3 là 3 hát. Cộng với 3 hát đây nữa là 6 hát. Bên này là 3 x 2 là 6 hát. Kiểm tra L coi. Bên này 1 AL, bên đây cũng 1 AL. Vậy là đủ chưa? Hoàn toàn đủ nha. Như vậy chúng ta sẽ có ALOH tất cả 3 lần cộng 3HCL, thì ra ALCL3 cộng 3 lần H2O. Có nhiều bạn nói là tại sao cô không đếm O hay là đếm CL, bởi vì cô đã cân bằng O với CL nãy giờ rồi thì cô không cần đếm nữa. Cô chỉ đếm AL với H để cô kiểm tra thôi. Đồng ý không? Rồi cô có phương trình tiếp theo. KClO3. Đồng ý nha. Ở đây có hai nguyên tố CL và O. Chúng ta có thể dựa vào một trong hai nguyên tố phi kim đó. Các bạn nói cô là con dựa vào nguyên tố CL, được thôi. Vậy thì cô sẽ cân bằng theo cách dựa vào CL trước. Ở đây 1 CL, đây 1 CL. Vậy để bằng nhau, cô điền số 1. Cô đang cân bằng theo CL trước nhé. Vậy thì cái đó, cái O2 này cô chưa cân bằng. Cô sẽ đếm O bên đây. Bên đây được cân bằng rồi nghe, không sửa hệ số của nó được nữa đâu nghe. Đây là 3, 3 O. Vậy nên cô sẽ điền 3 phần 2. Để 3 phần 2 nhân cho 2 là bằng 3 O. Bên vế bên này là 3 oxy, 3 O. Thì vế này cũng phải là 3 O. Mà cô đã nói rồi, gặp cái hệ số mà là phân số thì chúng ta phải cân bằng. Mẫu chung là 2 đúng chưa? Cô nhân 2 lên hết này. Rồi cô có đây là 2, đây là 2. Và này bỏ mẫu rồi còn lại 3. Vậy phương trình của cô là 2KClO3 sẽ ra 2KCl cộng 3 lần O2. Có nhiều bạn nói là con thấy cân bằng dễ rắc rối quá, con cân bằng theo O được không? Được. Xem nè. Cái việc mà chúng ta chọn được nguyên tố thì đôi khi nó sẽ giúp cho chúng ta cân bằng nó nhanh hơn cái cách chọn nguyên tố kia. Ở đây nếu cô cân bằng theo O thì đây là 3, 3 O. Mà đây là 2 O này. Đây là 3 O này, đây là 2 O này. Vậy để chúng bằng nhau bổ chung là 6 đúng không? Cô điền đây số 2, cô điền đây số 3. Vậy sau đó cô đếm CL cô cân bằng qua đây. Để 2 CL, vậy đây cô cân bằng 2. Cô kiểm tra kali đủ 2K, 2K. Đủ chưa? Đó, con chọn cân bằng theo CL cũng được, mà con chọn cân bằng theo O cũng được. Chuyển qua là nếu cân bằng theo CL thì con phải có thêm một cái bước trung gian, đó là gì? Phải quy đồng mẫu số lên. Phải quy đồng mẫu số lên. Đồng ý chưa? Tiếp tục cô có phương trình thứ hai CuNO3 tất cả 2 lần. Ra CuO cộng NO2 cộng O2.
Ở đây thì rõ ràng là chúng ta sẽ không cân bằng theo o đâu nghe, cô vứt o nghe. O xuất hiện quá nhiều nơi, cô sẽ cân bằng theo n. Ở đây có 2n. Ở đây có 2n. Bên này mới có 1n. Vậy cô điền đây số 1, đây số 2. Con nhớ làm theo bước bội chung nhỏ nhất ha. Đây là cô nhẩm luôn bội chung nhỏ nhất rồi, cô chia lấy bội chung nhỏ nhất. Vì bội chung nhỏ nhất của 2 và 1 là 2. Và lấy bội chung 2 để chia cho 2, đây điền số 1. 2 chia cho 1 thì đã điền số 2. Rồi, tiếp tục cô không cân bằng oxy, cô sẽ cân bằng nguyên tố thứ hai đó là Cu. Bên này 1 Cu thì bên đây cô điền 1. Lúc đó chỉ còn một chất chưa cân bằng, đó là O2. Rồi cô đếm nè, bên này mấy O? O này 1 nhân 3 nhân 3 nhân 2. Nhớ nghe, 1 đằng trước nè, lấy chỉ số chân này nhân cái ngoặc nè, là 6 O chưa? Bên này là mấy O rồi? Bên này là 1 O nè, bên này cộng 2 nhân 2 là 4 O, là 5 O rồi nè. Tổng từ đây đến đây là 5 O. Đó. Vậy làm răng đĩa cho đủ 6 bằng 6 bên đi. Bên đi có 6 O thôi, mà từ đây đến đây 5 O rồi. Ở chỗ này cô sẽ điền 1 phần 2. Như vậy là hệ số có xuất hiện phân số. Đây 1, đây 1, đây 2, đây 1 phần 2. Rồi quy đồng một số rồi biến thành 2, 2, 4, 1. 2, 2, 4, 1. Và phương trình của cô là 2 Cu nữa 3. Tất cả 2 lần. Là 2 lần CuO. Cộng 4 lần nữa 2. Và cộng O2. Tiếp tục nha. Cô có magie nữa 3. Tất cả 2 lần. Cô cộng với cao H sẽ ra được magie OH tất cả 2 lần cộng KNO3. Ở đây chúng ta sẽ cân bằng dựa vào đâu? Không dựa vào O. O là nguyên tố oxy, nó xuất hiện nhiều nơi quá, không dựa vào nó. Ở đây còn hai nguyên tố phi kim, đó là N và H. Chỉ xuất hiện đúng một lần ở mỗi bên thôi. Mà giữa, cô đã nói giữa H với nguyên tố phi kim khác thì chúng ta nên ưu tiên nguyên tố khác. Như vậy cô sẽ cân bằng dựa vào N đầu tiên. Nhớ ngay nguyên tố phi kim mà nó xuất hiện quá nhiều lần, chúng ta đừng cân bằng nó trước, chúng ta để nó sau cùng. Như vậy ở đây là 2N nè. Đây mới 1N nè. Rồi cô điền để số 2, để số 1. Đồng ý nha, sau khi cân bằng N xong thì cô sẽ cân bằng H. Ở đây mấy H? 2H. Đây mới có 1H. Vậy muốn bằng là cô điền lấy số 2. Cô điền lấy số 1. Như vậy là H với N là kiểm tra xong. H với N kiểm tra xong. Bây giờ chỉ cần kiểm tra magie với K nữa. Bên đi 1 magie. Bên đây 1 magie. Bên đi 2K. Bên đi cũng 2K. Bây giờ kiểm tra oxy coi bằng không. Oxy nè, 1 x 3 x 2 là 6. 6 cộng với 2 đây là 8. 1 x 2 là 2O. Nhớ ngay cái O này ngoặc 2 lần là nhớ nhân thôi. Cái 2 chỉ là chỉ số chân chung cho H và O đó. 1 x 2 là 2, cộng cho 2 x 3. 6, 2 cộng 6 là bằng 8.